Thưa quý vị, các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt phòng chống dịch và nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong dịp Tết để đảm bảo môi trường an toàn là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo với các sở ngành quận huyện. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhận định, đến thời điểm này, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố còn cao, song ca mắc có tiên lượng nặng không nhiều, cơ bản tình hình vẫn ổn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ghi nhận thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị và người dân đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch. Mong muốn thời gian từ nay đến Tết âm lịch và sau Tết, các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt phòng chống dịch và nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để đảm bảo môi trường an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, theo quyết định số 218 vừa được Bộ Y tế ban hành, hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch COVID-19, có 3 tiêu chí là tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn, trên số dân, trên thời gian, độ bao phủ vaccine COVID-19, đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. Theo đó, đề nghị các đơn vị địa phương nghiên cứu, đánh giá sớm nhất tình hình dịch tại địa phương tương ứng với cấp độ dịch. Từ cơ sở này, xây dựng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng, giúp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phù hợp với sinh hoạt của người dân. Còn về công tác phòng chống dịch, đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Đối với công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt nhất cho việc điều trị. Thứ nhất là vấn đề về sinh trang thiết bị, sinh phẩm và các vấn đề đi theo. Tuyệt đối không để thiếu trong thời gian Tết. Thiếu phương tiện đồ bảo hộ này, thiếu sinh phẩm này, thiếu oxy này, thiếu SPO2 này. Đó thì đề nghị là chúng ta lưu ý rà soát hết các cái địa phương. Về nhân lực thì là Sở Y tế cũng đã có ý kiến và đề nghị là các địa phương là chúng ta chuẩn bị và thống nhất khi cần là phải huy động ngay cái lực lượng, vì chúng ta nghỉ Tết rất là dài, 9 ngày. Cái thứ ba là đối với về điều trị F0 thì Sở Y tế cũng đã nói là chúng ta linh hoạt trong cái điều kiện hiện nay. Còn về vấn đề cấp cứu vận chuyển người bệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo trung tâm cấp cứu đảm bảo việc vận chuyển. Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở y tế phân công ứng trực 24/24 giờ trong dịp Tết.